Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 27 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị sơ kết triển khai thí điểm về đổi mới tăng cường hòa giải đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự khiếu kiện hành chính tại Hải Phòng. Tới dự có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Về phía Tòa án Nhân dân tối cao có các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Trưởng ban chỉ đạo đề án thí điểm tại Hải Phòng. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban nội chính Trung ương, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, một số tòa án nhân dân các tỉnh thành phố và các chuyên gia nước ngoài truyền đạt kinh nghiệm về hòa giải. Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đề ra nhiệm vụ khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng hòa giải trọng tài, đổi mới mạnh mẽ thủ tục giải quyết các khiếu kiện hành chính tại tòa án, bảo đảm sự bình đẳng giữa công dân và cơ quan công quyền trước tòa án. Cùng với đó, trên thực tế các tranh chấp dân sự khiếu kiện hành chính ngày càng có xu hướng gia tăng, làm cho số lượng các vụ án mà tòa án phải thụ lý giải quyết tăng thêm nhiều. Xuất phát từ thực tiễn đặt ra, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã giao Tòa án Nhân dân tối cao nghiên cứu xây dựng đề án đổi mới, tăng cường hòa giải đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự khiếu kiện hành chính và cho phép tổ chức thí điểm tại Hải Phòng từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, việc tăng cường công tác hòa giải đối thoại trong giải quyết các vụ việc tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính là một chủ trương rất đúng đắn, thể hiện những quan điểm đổi mới, mang tính trách nhiệm và nhân văn cao của ngành tòa án. Kính thưa đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Kính thưa các đồng chí đại diện các ban bộ ngành trung ương. Kính thưa toàn thể các đồng chí, các quý vị đại biểu. Hôm nay Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị sơ kết thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải đối thoại trong giải quyết các vụ việc tranh chấp dân sự khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng, tôi xin chân thành cảm ơn và chào mừng đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cùng toàn thể các đồng chí, các quý vị đại biểu đã tham dự hội nghị tại thành phố Hải Phòng ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu, Hải Phòng là trung tâm của vùng duyên hải Bắc Bộ, dân số hơn 2 triệu người, một trung tâm công nghiệp lớn, thành phố cảng biển lớn nhất của miền Bắc. Trong những năm gần đây, thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, từ sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 tới nay, kinh tế xã hội thành phố có bước phát triển vượt bậc, mang tính đột phá. Công tác xây dựng đảng có nhiều đổi mới, an ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự trị an xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Những tháng đầu năm 2018, kinh tế xã hội thành phố tiếp tục phát huy và phát triển mạnh mẽ. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố GDP quý 1 2018 tăng 15,1%, cao nhất từ trước tới nay. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,78%, kim ngạch xuất khẩu tăng 25,6%, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng tăng 16,7%, khách du lịch tăng 13%, thu ngân sách nội địa tăng 18,3%. Kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị
tiếp tục được đầu tư và nâng cấp, diện mạo đô thị Hải Phòng chuyển biến theo hướng hiện đại. Cũng như các địa phương khác, những diễn biến năng động của đời sống kinh tế xã hội tất yếu dẫn đến những diễn biến phức tạp về tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Khiếu kiện hành chính chủ yếu liên quan đến quyết định của chính quyền các cấp về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tiềm ẩn những nguy cơ gây phức tạp về chính trị, xã hội. Việc Tòa án Nhân dân tối cao tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc về tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính là một chủ trương rất đúng đắn, thể hiện những quan điểm đổi mới, mang tính trách nhiệm và nhân văn cao của ngành tòa án. Sau hơn 2 tháng được Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo thực hiện thí điểm về tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính, Tòa án hai cấp Hải Phòng đã đạt được những kết quả khả quan, khẳng định tính hiện thực và hiệu quả từ chủ trương của Tòa án Nhân dân tối cao. Kết quả hòa giải thành các vụ việc về dân sự, hành chính tại Hải Phòng đã góp phần giữ gìn trật tự trị an xã hội, giảm thiểu thiệt hại cho người dân, giảm tải gánh nặng xét xử cho ngành tòa án, và điều quan trọng là góp phần hàn gắn tình cảm, duy trì đạo đức xã hội, xây dựng đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Bên cạnh những kết quả trên, chúng tôi cũng vui mừng báo cáo với các đồng chí và quý vị là trong 2 năm qua, Hải Phòng đạt được những thành công rất quan trọng trong việc vận động, đối thoại với nhân dân trước những sự việc tiềm ẩn khả năng dẫn đến khiếu kiện hành chính. Trong 2 năm 2016-2017, để phục vụ đầu tư và phát triển theo quy hoạch, thành phố đã phải thực hiện giải phóng mặt bằng trên 3.000 hectare đất, di rời tái định cư cho trên 35.000 hộ dân với hàng trăm ngàn nhân khẩu. Áp lực là rất lớn, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với cách làm công khai, minh bạch, có lý, có tình, thành phố đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng hầu hết các dự án. Các trường hợp phải cưỡng chế là rất hạn hữu, đồng thời hạn chế mức thấp nhất việc khiếu kiện hành chính. Kết quả này cùng với những kết quả từ việc hòa giải thành các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính của ngành tòa án là một trong những nguyên nhân giúp cho thành phố đạt được những kết quả toàn diện trong thời gian vừa qua. Việc triển khai thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng đã đi được 1/2 chặng đường. Kết quả rõ ràng là rất tích cực. Thành phố Hải Phòng cam kết với Trung ương sẽ đặc biệt quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục phối hợp thật tốt với Tòa án thành phố thực hiện thành công chương trình thí điểm tại thành phố Hải Phòng. Tôi tin tưởng rằng với chủ trương đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính của Tòa án Nhân dân tối cao sẽ thành công tốt đẹp và khi được triển khai trên toàn quốc sẽ trở thành một trong những biện pháp giải quyết chủ đạo khi giải quyết các vụ việc khiếu kiện về dân sự, hành chính trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tôi xin chúc các đồng chí, các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Sau gần 3 tháng thực hiện, đề án thí điểm tại Hải Phòng đã đạt được một số kết quả tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. 10 trung tâm hòa giải đối thoại được thành lập tại Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng và Tòa án Nhân dân 9 quận huyện. 58 hòa giải viên, đối thoại viên được lựa chọn là những người có kiến thức pháp luật, phẩm chất đạo đức, có kỹ năng phương pháp hòa giải đối thoại tốt.
Tòa án Nhân dân tối cao đã mời thẩm phán Tòa phúc thẩm vùng 9 Hoa Kỳ Gordon Lowe trực tiếp trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, cách tiếp cận và các kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên, đối thoại viên. Qua thực tế triển khai trong gần 3 tháng, các trung tâm đã thực hiện hòa giải đối thoại thành công 600 trên 893 vụ việc, đạt tỷ lệ 67,2%. Mô hình hòa giải đối thoại giúp rút ngắn thời gian giải quyết các vụ việc, giảm tải hoạt động xét xử tại 10 tòa án thực hiện thí điểm. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác hòa giải đối thoại trong giải quyết các tranh chấp nhằm hàn gắn và xây dựng mối đoàn kết, góp phần cho sự ổn định của xã hội. Cố gắng hết sức để giải quyết thông qua hòa giải, thông qua đối thoại và giải quyết tại tòa phải là biện pháp cuối cùng. Nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ có được nhiều cái hiệu quả nữa trong cái việc giải quyết những công việc của người dân. Cái cơ chế hòa giải đối thoại cũng rất là phù hợp với truyền thống của dân tộc chúng ta. Khi tôi làm luật hòa giải cơ sở, ủy ban của chúng tôi là ủy ban trình ra cái bản cuối cùng, thì phải nói là Quốc hội, người dân cũng sẵn sàng sự đồng thuận. Bởi vì có những mâu thuẫn, xung đột chúng ta hòa giải được thì cũng tạo nên những cái hiệu quả, hiệu ứng rất là tốt. Và vì vậy, đây là một trong những điểm nó rất là phù hợp với cái truyền thống cũng là hiền lành, cũng dễ thông cảm, chia sẻ và cũng thương yêu đùm bọc nhau trong cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Và đối với góc độ pháp lý thì cũng đã có khá nhiều các văn bản pháp luật quy định về những vấn đề liên quan. Luật hòa giải cơ sở, rồi hòa giải thương mại trong nghị định của chính phủ, rồi hòa giải trong tranh chấp lao động, trong bộ luật lao động. Khung pháp lý hỗ trợ cho hoạt động hòa giải cũng đã được phát triển trong quy định tại chương 33 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự về việc tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án. Theo quy định này, các thỏa thuận do các bên đạt được ngoài tòa án có thể được tòa án công nhận, được thi hành theo thủ tục thi hành dân sự, thi hành án dân sự. Như vậy, chúng ta đã có những bước tiến và cũng có những khung pháp lý. Tuy nhiên là đối với vấn đề hôm nay thì đồng chí chánh án tòa án tối cao nên tiếp tục chỉ đạo để làm sao đạt được mức bề mặt pháp lý tốt hơn, tạo điều kiện để có thể mở rộng trong cả nước. Trong thực tiễn thì hoạt động hòa giải là do các bên tự nguyện tham gia, tự mình kiểm soát quy trình hòa giải, kiểm soát các hệ quả pháp lý phát sinh từ kết quả hòa giải. Các bên tự giải quyết tranh chấp với sự hỗ trợ của hòa giải viên mà không nhất thiết phải dựa vào các quy định cứng nhắc của pháp luật khi giải quyết tranh chấp bằng thủ tục xét xử tại tòa án. Bằng việc áp dụng các kỹ năng mềm trong giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, hòa giải viên giúp cho các bên thu hẹp được những bất đồng, tháo ngoài căng thẳng để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tập trung vào việc củng cố các mối quan hệ sẵn có, chứ không soi mói vào những cái khiếm khuyết của bên kia. Trong bối cảnh chúng ta tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu và mục tiêu thì chúng ta đã được xác lập 2020 Việt Nam sẽ có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và năm 2020 chúng ta sẽ được công nhận là có nền kinh tế thị trường. Đến nay đã có khoảng 70-80 quốc gia đã công nhận và chúng ta đang tiếp tục vận động để đến 2020 chúng ta sẽ được công nhận là nền kinh tế thị trường. Vì vậy mà phải tiếp tục tăng cường những công tác hòa giải đối thoại để giải quyết tranh chấp khiếu kiện trong cái quá trình phát triển. Việc áp dụng cái cơ chế này cũng không phải là mới và hiện nay đang trở thành xu thế được chứng minh có hiệu quả ở nhiều nước ở trên thế giới. Ở nước này, hòa giải đối thoại hỗ trợ tích cực cho hoạt động của hệ thống tòa án được coi như bù lọc để giảm tải khối lượng xét xử tại tòa án, giảm áp lực cho các thẩm phán. Qua đó, tòa án có thể dành nhiều nguồn lực hơn cho việc nâng cao chất lượng, cũng giảm bớt các chi phí tố tụng, chi phí cho các bên phải gánh chịu. Và đối với cá nhân tôi, buổi sáng hôm nay khi nghe sơ kết, tôi còn nghĩ thêm một điểm nữa ở góc độ xã hội. Đó chính là những hoạt động này cũng góp phần để hàn gắn những cái sự tổn thương, những cái sự mâu thuẫn trong quá trình tranh chấp về dẫn nhau tới tòa. Và vì vậy, nó tác động đến cái hàn gắn trong xã hội, mối quan hệ đoàn kết trong xã hội và cũng góp phần cho cái sự ổn định của xã hội chúng ta.
Tuy mới vài tháng, nhưng phải nói chúng ta quyết liệt, quyết tâm tổ chức và cũng đã đạt được những kết quả, theo tôi rất là đáng khích lệ, rất là sinh động. Tôi thấy rất là ấn tượng với cái mô hình thí điểm và chọn Hải Phòng là nơi để tổ chức. Và ở đây các con số mang lại, đây chính là những con số mà tôi nghĩ rất là đáng tin cậy. Điều rất là quan trọng là qua thí điểm này thì có lẽ Tòa án Nhân dân tối cao khẩn trương để có thể có những cái bản dự thảo đầu tiên cho cái dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án để có thể trình ra sớm cho Quốc hội. Bởi vì một cái cơ sở pháp lý nó rất là quan trọng, thí điểm nó thành công rồi thì việc tiếp theo phải là cái khung pháp lý để cái cơ sở đó để chúng ta có thể triển khai rộng rãi. Và tôi tin rằng những hoạt động này, nếu đồng chí chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trình ra Quốc hội sẽ được sự ủng hộ đồng thuận, vì nó sẽ tốt hơn rất nhiều và nó hỗ trợ rất nhiều cho công việc xét xử hiện nay của tòa án. Việc tiếp theo là chúng ta tiếp tục, ngoài những cái chuyên gia như là thẩm phán Gordon Low, chúng ta tiếp tục mở rộng cái nghiên cứu có chọn lọc các kinh nghiệm của các nước để chúng ta có thể có cái bước đi nó phù hợp với sự tiến bộ của cả thế giới. Và đây cũng là một trong những điều rất là quan trọng. Cuối cùng là khẩn trương để mà xây dựng đề án đổi mới, tăng cường hòa giải đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính đã được Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương giao tại thông báo 03 năm 2017. Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào cái mô hình thí điểm này sẽ tiếp tục được triển khai thành công và sẽ có một cái luật cho vấn đề này ra đời sớm để mà tạo cơ sở pháp lý cho những năm tiếp theo. Mặc dù gặp không ít khó khăn do số lượng vụ việc nhiều, thời gian triển khai gấp, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao, sự ủng hộ tích cực từ phía Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tinh thần cố gắng quyết tâm cao của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, việc triển khai thí điểm đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, kịp thời. Đây là kết quả được ghi nhận tại hội nghị. Bên cạnh kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cũng được chỉ ra để rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao khẳng định việc tổ chức thí điểm tại Hải Phòng mang ý nghĩa quan trọng nhằm cung cấp thông tin và bài học thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng tổng thể đề án về đổi mới và tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính của hệ thống Tòa án Nhân dân đã được Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương giao Tòa án Nhân dân tối cao thực hiện. Có thể nói là thời gian vừa qua, chúng ta cũng đã nỗ lực rất nhiều và trên thực tế, nhân dân cũng đã chứng kiến những đổi mới hết sức mạnh mẽ của hệ thống tòa án. Theo đó thì chúng ta cũng đã lần đầu tiên áp dụng một loạt các cái cải cách, các cái đổi mới. Ví dụ như nâng cao chất lượng bản án, ví dụ như ứng dụng công nghệ thông tin, ví dụ như công khai bản án trước phiên tòa, ví dụ như là áp dụng mô hình xét xử mới tại phiên tòa, ví dụ như là vấn đề tranh tụng và đổi mới công tác đào tạo tuyển chọn thẩm phán. Thế rồi và hôm nay thì chúng ta triển khai một cái giải pháp nữa mang tính đột phá và có ý nghĩa không chỉ đối với tòa án mà đối với toàn xã hội, đó là tăng cường cái việc hòa giải. Và kết quả theo dõi cũng như là cái báo cáo sơ kết, mặc dù chỉ có 3 tháng, và phát biểu của các hòa giải viên, rồi đại diện lãnh đạo của quận, rồi các trung tâm hòa giải tại Hải Phòng, cho chúng ta những cái đánh giá rất là tích cực về kết quả của cái đợt thí điểm. Bản thân thẩm phán Gordon Low, ông là một chuyên gia đã từng đi nhiều nước, Việt Nam cũng là nước thứ 5, thứ 6 thì ông đến ông hỗ trợ. Và ông cũng bất ngờ về những thành công và với một cái đánh giá hết sức tích cực về những kết quả chúng ta đạt được. Con số chỉ là một lẽ thôi. 67% số vụ mà chúng ta đưa ra là hòa giải thành công. Như vậy, với 10 vụ việc tòa án lẽ ra phải xét xử, thì bây giờ chúng ta chỉ xét xử khoảng 3-4 vụ thôi. Còn 6-7 vụ là đã được
giải quyết ngoài tòa. Có thể nói là đây là một cái việc về mặt xã hội, các đồng chí cũng đã khẳng định là tạo ra một cái không khí đồng thuận trong toàn xã hội. Đây là mong muốn của chúng ta. Tất cả các xung đột đều được giải quyết bằng xung đột trong nhân dân đều được giải quyết bằng con đường hòa giải. Và đặc biệt những cái xung đột, những cái tranh chấp giữa chính quyền và người dân thông qua các cái vụ án hành chính được giải quyết bằng con đường hòa giải, thì cái điều này có ý nghĩa hết sức to lớn, tăng thêm cái niềm tin của nhân dân vào hệ thống bộ máy nhà nước, hệ thống công quyền. Từ cái thí điểm này cũng cho ta những cái nhìn rõ hơn những cái hạn chế, những cái thiếu sót, cả những cái hạn chế mang tính hệ thống cũng như những cái hạn chế của từng cá nhân đối thoại viên hòa giải viên về mặt kỹ năng. Thì có thể nói là cái việc này là chúng ta rất nhiều bài học. Thì thành công của cái đợt thí điểm này thì hết sức là to lớn. Tôi đồng ý với cái đánh giá của đồng chí Trương Thị Mai và thẩm phán Gunnar Lau và đồng chí Lê Văn Thành về cái thành công của cái đợt thí điểm này, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng mà cho ta những cái kinh nghiệm, những bài học để triển khai và không vấp phải những hạn chế, những tồn tại trong tương lai, để cái hòa giải này nếu như được xem là giải pháp căn cơ thì sẽ thành công nhiều hơn nữa trong tương lai. Thế và tôi cũng từ diễn đàn này hết sức cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng, có thể nói là các đồng chí ủng hộ chủ trương của tòa án tối cao về cái việc là chấp nhận lựa chọn Hải Phòng làm địa bàn thí điểm đầu tiên. Các đồng chí lãnh đạo Hải Phòng cũng đã hỗ trợ chúng tôi một nguồn lực kinh phí để tổ chức cái hòa giải này. Thế và chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Hải Phòng. Từ cái đề nghị của các hòa giải viên, đối thoại viên, các đồng chí đã có một cái chỉ thị cho tất cả các ủy ban các cấp của Hải Phòng, khi được mời tham gia các vụ án hòa giải thì phải tham gia, không được từ chối. Bây giờ mà các anh tham gia các cái vụ án hành chính mà cần về hòa giải mà dân thì có mặt mà chính quyền thì không có thì cũng không biết hòa giải với ai. Cho nên các đồng chí đã giải quyết được cái việc là rất quan trọng, là có cái chỉ đạo. Mặc dù cái số lượng của các cái vụ án hành chính trong cái sơ kết ngày hôm nay là không có nhiều, nhưng mà trên cái bình diện chung thì tỷ lệ là cao. Và đặc biệt đã có cái kinh nghiệm cho chúng ta giải quyết các cái vụ án hành chính khác trong phạm vi toàn quốc trong tương lai. Ủy ban Tư pháp Quốc hội thời gian gần đây đã có một cái cuộc giám sát của Ủy ban của Quốc hội về giải quyết án hành chính, thì phát hiện rất nhiều các cái bộc lộ, những cái hạn chế, những cái tiêu cực trong việc giải quyết các án hành chính. Và tôi cho nếu như chúng ta tăng cường cái hòa giải về hành chính như thế này thì đây cũng là kinh nghiệm quý để chúng ta triển khai trên diện rộng. Kết quả của đợt thí điểm chưa kết thúc, chúng ta mới chỉ sơ kết 3 tháng. Nhưng mà với thành công của 3 tháng này thì hứa hẹn cái thành công trong tương lai rất lớn. Các đồng chí cũng có thể nói là hết sức trách nhiệm, hết sức trăn trở. Đặc biệt là đội ngũ hòa giải viên, rồi đối thoại viên. Có thể nói là các đồng chí là những người có nhiệt huyết, có kiến thức và có kinh nghiệm. Và những đóng góp của các đồng chí là thiết thực cho Hải Phòng và cho tòa. Thế còn nhiệm vụ tới là cái gì? Thì có mấy cái việc. Việc thứ nhất là chúng ta còn 3 tháng nữa. Tháng 9 thì Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương là yêu cầu
tòa án tối cao báo cáo cho ban chỉ đạo cái đề án này. Thì công việc thí điểm thì sẽ còn phải tiếp tục. Thì đề nghị Hải Phòng cùng đội ngũ hòa giải viên, đối thoại viên đây, các đồng chí phát huy cái kết quả của cái thời gian vừa qua để làm tốt cái đợt thí điểm này. Và tôi cũng nhìn thấy một cái tương lai tốt ở trong thời điểm chúng ta tổng kết cái đợt thí điểm. Cái việc thứ hai á, là từ cái kinh nghiệm của Hải Phòng, chúng ta sẽ nhân rộng và có thể chúng tôi cũng sẽ xem xét đến cái việc mở rộng cái thí điểm này ra các địa phương khác. Cái này chúng tôi cũng sẽ bàn, nhưng mà từ kinh nghiệm này sẽ mở rộng ra. Bởi vì cái gì tốt cho dân thì chúng ta phải làm. Và cái này, cái việc hòa giải này là đã nhìn thấy là rất tốt cho người dân, thì chắc chắn là phải làm. Cái việc đầu tư cho cái công việc hòa giải này là đúng chủ trương của Đảng, đúng yêu cầu của Quốc hội và cũng là mong muốn của người dân. Là chúng ta phải hoàn tất cái dự thảo luật về hòa giải trên cơ sở tổng kết thực tiễn của Hải Phòng, trên cơ sở pháp luật hiện hành và trên cơ sở tham khảo luật pháp quốc tế có chọn lọc, thì chúng ta xây dựng cái bộ luật hòa giải của chúng ta để báo cáo Quốc hội. Và cái này cũng là yêu cầu của đồng chí Mai. Và có được cái hành lang pháp lý để báo cáo Quốc hội về vấn đề hòa giải thì có thể nói là chúng ta cũng giải quyết rất căn cơ cái nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tòa án và cũng thể hiện đầy đủ trách nhiệm của chúng ta trước cái việc xây dựng một cái nền tư pháp trong sạch, văn minh, phục vụ người dân. Chúng ta cũng phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu rõ cái ý nghĩa, cái tính ưu việt của cái cơ chế hòa giải, để xem đây như là một cái giải pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc của người dân, cả về dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, hành chính, thông qua cái con đường hòa giải để tạo ra cái sự đồng thuận trong xã hội. Và chúng ta cũng phải tiếp tục hình thành cái bộ giáo trình đào tạo về công tác hòa giải để triển khai trong phạm vi toàn quốc, để đào tạo trong các cơ sở, trước hết cơ sở giáo dục của hệ thống tòa án và sau đó là cơ sở giáo dục của luật của toàn quốc. Sắp tới là cái khối lượng công việc rất là nhiều, đòi hỏi rất là cao và hết sức thực chất, cho nên là chúng ta cần phải hết sức là cố gắng. Thế và cũng rất là mong đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Lê Thị Nga, đồng chí Lê Văn Thành, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương trên cương vị công tác của mình ủng hộ những nỗ lực của chúng tôi trong cái việc thí điểm hòa giải, trong cái việc tổ chức lực lượng, hình thành một cơ chế và đặc biệt trong việc xây dựng hệ thống luật, một cái bộ luật về công tác hòa giải. Thì báo cáo các đồng chí là như vậy. Xin thay mặt ban cán sự đảng, lãnh đạo tòa án tối cao, cán bộ viên chức trong tòa ngành một lần nữa xin cảm ơn đồng chí trưởng ban dân vận, các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương, cảm ơn thẩm phán Quân Lô và đặc biệt là hết sức là cảm ơn các đồng chí đối thoại viên, hòa giải viên đã nỗ lực rất nhiều để cho không chỉ cái buổi sơ kết của chúng ta thành công và đặc biệt là cái đợt thí điểm của chúng ta thành công. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao quà lưu niệm tặng cho vợ chồng thẩm phán Gordon Low, ghi nhận những đóng góp tích cực của thẩm phán đối với việc triển khai thí điểm, đổi mới, tăng cường hòa giải đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án.
Chiều nay, đoàn kiểm tra của Trung ương do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 18, một số vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và nghị quyết số 19 tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các ban sở ngành địa phương liên quan. Hội nghị nghe công bố quyết định số 720 của Ban Bí thư Trung ương thành lập đoàn kiểm tra của Trung ương kiểm tra việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn. Đoàn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra trình Ban Bí thư Trung ương trong quý 3 năm 2018. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kiểm tra việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 18 và nghị quyết số 19 tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và ba đơn vị trực thuộc Thành ủy Hải Phòng. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành báo cáo với đoàn về những nét chính trong công tác quán triệt triển khai các nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại thành phố Hải Phòng và những kết quả kinh tế xã hội nổi bật của thành phố trong thời gian gần đây. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra, kính thưa các đồng chí trong đoàn kiểm tra, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, tôi xin báo cáo với đoàn một số nội dung sau đây. Thứ nhất, Thành ủy Hải Phòng đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí trưởng đoàn, các công việc, các nội dung để phục vụ cho công tác kiểm tra đã được triển khai cụ thể như sau. Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thành lập tổ công tác để chuẩn bị phục vụ công tác cho đoàn kiểm tra, xây dựng báo cáo tổng hợp về kết quả bước đầu trong việc triển khai nghị quyết số 18, nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 gắn với việc thực hiện kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chỉ đạo các đơn vị, các địa phương liên quan chuẩn bị làm việc với đoàn kiểm tra theo kế hoạch. Thứ hai, trong 6 tháng qua, nghị quyết số 18, nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đã được Thành ủy Hải Phòng triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, đạt được một số hiệu quả bước đầu. Ngay sau khi các nghị quyết của Trung ương được ban hành, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức các đợt phổ biến, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nội dung quán triệt bám sát các nghị quyết của Trung ương, đối tượng quán triệt bao gồm toàn bộ cán bộ đảng viên. Qua đó, nhận thức của đảng viên trong đảng bộ về các nội dung trong hai nghị quyết đã được nâng cao, tạo sự đồng thuận sâu sắc trong toàn đảng bộ. Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện từng bước tại một số địa bàn, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ hơn trong thời gian tới. Cụ thể, về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, thành phố đã bố trí trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị tại 12 trên 15 quận huyện, trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch mặt trận tổ quốc tại 2 địa phương, bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch ủy ban dân tại 1 huyện và bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân tại 5 xã phường. Bước đầu cho thấy những quyết định bố trí về tổ chức nhân sự nói trên mang lại hiệu quả tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của thành phố. Thứ ba, chúng tôi nhận thức rằng đợt kiểm tra này là rất có ý nghĩa đối với thành phố Hải Phòng. Ban Thường vụ Thành ủy đã được nghe đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo, quán triệt và quá trình triển khai nghị quyết 18, 19 của Đảng bộ thành phố được thực hiện nghiêm túc và đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, Thành ủy Hải Phòng tự thấy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời, thực tiễn cho thấy quá trình triển khai cũng có những khó khăn nhất định. Nghị quyết 18, nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 với những nội dung rất thiết thực, phù hợp với tình hình đất nước hiện nay,
cần phải được triển khai quyết liệt hơn nữa. Qua đợt kiểm tra, chúng tôi tin rằng Thành ủy Hải Phòng sẽ nhận được những đánh giá khách quan về những công việc đã làm được, những công việc còn hạn chế. Đồng thời, Thành ủy Hải Phòng mong đoàn kiểm tra sẽ trao đổi thêm những kinh nghiệm phong phú từ các địa phương, các đơn vị khác để chúng tôi tổ chức thực hiện trong thời gian tới đây. Nhân dịp này, tôi cũng xin phép được báo cáo với đồng chí Bí thư Trung ương Đảng và đoàn kiểm tra một số nét nổi bật của tình hình kinh tế xã hội thành phố 5 tháng đầu năm 2018. Trong 5 tháng qua, kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng tiếp tục giữ được nhịp tăng trưởng mạnh mẽ từ sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 tới nay. Tổng sản phẩm xã hội GDP tăng 15,1%, cao nhất từ trước tới nay. Sản xuất công nghiệp tăng 23,78%, kim ngạch xuất khẩu tăng 25,6%, sản lượng hàng hóa qua cảng Hải Phòng tăng 16,7%, tổng thu ngân sách nội địa tăng 18,3%. Về kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế xã hội thành phố tiếp tục được đầu tư hiện đại hóa. Thành phố đã khánh thành hai bến khởi động cảng quốc tế Lạch Huyện, mở ra thời kỳ phát triển mới cho cảng biển Hải Phòng. Khánh thành cầu đường nối đảo Vũ Yên với đất liền, khánh thành cầu Hàn, cầu Đăng kết nối giao thông các huyện còn khó khăn với trung tâm thành phố, đồng thời tiếp tục khởi công một số dự án hạ tầng quan trọng. Môi trường đầu tư kinh doanh tại thành phố được cải thiện, các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước tiếp tục thể hiện sự quan tâm đầu tư tại Hải Phòng. Vốn FDI 5 tháng, Hải Phòng thu hút trên 1 tỷ USD, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ, giữ vững vị trí top dẫn đầu cả nước. Các dự án có giá trị kinh tế, xã hội cao như nhà máy sản xuất ô tô VinFast, khu vui chơi giải trí đảo Vũ Yên, khu du lịch quốc tế đảo Cát Bà tiếp tục được các nhà đầu tư bố trí nguồn lực lớn để đầu tư xây dựng nhằm hoàn thành các dự án theo kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực xây dựng, phát triển nông nghiệp nông thôn, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ đều có những chuyển biến tích cực. An ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự trị an xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và các đồng chí thành viên trong đoàn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc chuyến công tác của đồng chí và đoàn công tác tại thành phố Hải Phòng thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Đến thời điểm này, đối với việc thực hiện nghị quyết số 18 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đã có 12 trên 15 quận huyện bố trí đồng chí trưởng ban tuyên giáo quận huyện ủy, đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị, đã bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân tại 5 phường xã thị trấn và 1 huyện, đã bố trí đồng chí trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam ở 2 huyện Tiên Lãng và Bạch Long Vĩ, đã cơ cấu lại các nhiệm vụ chi ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư với tỷ lệ chi thường xuyên 40%, chi đầu tư 60%, đã ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của 18 trên 19 sở và ban quản lý khu kinh tế, giảm 16 phòng chuyên môn thuộc sở, giảm 1 chi cục và tương đương thuộc sở. Tại 21 chi cục giảm 3 phòng chuyên môn thuộc chi cục. Hiện nay Thành ủy Hải Phòng đang triển khai nghiên cứu khảo sát, xây dựng đề án phương án thực hiện ở 10 nội dung lớn. Đối với việc thực hiện nghị quyết số 19, thành phố đã xây dựng đề án sắp xếp lại đối với 987 đơn vị sự nghiệp công lập và ban quản lý dự án, theo đó sẽ giảm được 129 đơn vị. Đến nay đã sắp xếp giảm 38 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 182 biên chế công chức hành chính, giao thấp hơn số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập mà Bộ Nội vụ thông báo là 875 người. Thành phố cũng đã chuyển đổi cơ chế tài chính đối với 12 đơn vị sự nghiệp công lập, thí điểm 3 đơn vị để mở rộng thành lập hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí và đầu tư. Kết luận hội nghị, đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng của thành phố Hải Phòng. Thay mặt anh em trong đoàn, rất là chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng của Hải Phòng. Có thể nói là những cái con số hết sức là vắn tắt, nhưng mà chúng ta khái quát được những cái bước chuyển hết sức ngoạn mục, những thành tựu lớn
của Hải Phòng trong thời gian vừa qua, thì những thành tựu này hứa hẹn sẽ mang đến những kết quả tốt hơn trong cả nhiệm kỳ, và các đồng chí sẽ hoàn thành tốt cái nghị quyết của đại hội của Đảng bộ và cũng như là nghị quyết đại hội 12 của Đảng. Hết sức là chúc mừng. Các đồng chí thành công tương đối toàn diện cả về kinh tế, cả về xã hội, cả về xây dựng Đảng. Về kế hoạch kiểm tra quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết số 18, 19, đồng chí đề nghị Thành ủy Hải Phòng cần triển khai theo đúng kế hoạch của đoàn, cử bộ phận có vai trò đầu mối để đoàn liên hệ và bố trí cán bộ hỗ trợ theo sát đoàn trong quá trình kiểm tra. Các đơn vị nằm trong kế hoạch kiểm tra cần chuẩn bị kỹ tài liệu, trong một số trường hợp cần phối hợp xác minh thông tin theo yêu cầu của đoàn. Nội dung tập trung vào việc tổ chức triển khai, rồi xây dựng chương trình kế hoạch, thế và tổ chức thực hiện của hai cái nghị quyết 18-19 gắn với việc thực hiện kết luận 64 của Trung ương. Yêu cầu đặt ra là phải làm hết sức là thực chất, làm cụ thể, nhất là đối với các cái đảng bộ lãnh đạo toàn diện như thế này. Kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng đã nhiều rồi, nhưng mà cũng hy vọng là từ cái xây dựng Đảng và trước hết là hai cái nghị quyết này thì chúng tôi cũng sẽ có được những cái đề xuất từ Hải Phòng. Rất nhiều vấn đề đặt ra trong hai nghị quyết các đồng chí cũng đã nghiên cứu, các đồng chí đã quán triệt. Rất mừng là quá trình quán triệt thì các đồng chí đã triển khai rất là toàn diện, rất là chu đáo, nhiều lần, nhiều cấp với các hình thức khác nhau, hết sức phong phú. Thế rồi chương trình kế hoạch của các đồng chí cũng đã chuẩn bị rất là đầy đủ. Và những cái việc làm ban đầu thì cũng đã có kết quả. Tôi chỉ lưu ý với Thường vụ Hải Phòng hai việc. Vấn đề thứ nhất là nghị quyết của Trung ương là chúng ta phải tinh gọn bộ máy, thì cái việc cắt giảm cơ học là chúng ta có thể làm được. Nhưng mà cái yêu cầu thứ hai, cái vế thứ hai của nghị quyết là phải nâng cao được hiệu quả, hiệu lực của hoạt động của hệ thống. Đây là cái điều quan trọng. Chứ nếu chúng ta chỉ thuần túy cái việc cắt giảm thì không đạt yêu cầu. Đấy. Cho nên cái phần lưu ý là chúng ta giảm, tinh giảm, nhưng mà hiệu quả vẫn phải tốt. Vì vậy, vấn đề đặt ra là Hải Phòng đã có sáng kiến gì, đã làm cái gì cho cái việc giảm nhưng mà hiệu quả là tốt hơn. Đây là câu chuyện mà đoàn chờ đợi ở các đồng chí. Vấn đề thứ hai, gọn bộ máy, giảm biên chế là vấn đề đụng đến con người. Trên có hai cái việc rất quan trọng của liên quan đến con người là tâm tư, tình cảm, chế độ, chính sách, đời sống của anh em. Nhất là các đơn vị trước đây được nhà nước bao cấp từ cái bầu sữa của ngân sách, nhưng bây giờ cắt đi, tự chủ, tự trang trải. Đối mặt với cái thực tế này, chúng ta làm gì để ổn định tư tưởng, ổn định đời sống và nâng cao chất lượng phục vụ? Về phương pháp công tác, thì đoàn sẽ nghe báo cáo, sẽ nghiên cứu tài liệu và thậm chí phải tiếp cận với một số các đối tượng cụ thể để nghe cái tâm tư tình cảm của anh em. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ tin tưởng cùng với những thành công trong phát triển kinh tế xã hội, Thành ủy Hải Phòng sẽ đạt được những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, có nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để báo cáo với Trung ương. Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết, để phục vụ tốt nhất cho đoàn trong quá trình làm việc tại Hải Phòng, Thành ủy đã thành lập tổ công tác, trong tổ công tác có tổ thư ký phối hợp với đoàn trong quá trình kiểm tra. Hiện nay, nhiều nội dung công việc theo lộ trình đã và đang được thành phố và các địa phương tích cực triển khai với tinh thần thận trọng nhưng quyết tâm, làm đến đâu chắc đến đó. Đối với việc thực hiện tự chủ tài chính ở các bệnh viện, trên cơ sở năng lực thực tế của từng đơn vị, thành phố phân loại và tiến hành tự chủ ở 5 bệnh viện lớn. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp sau quá trình thực hiện tự chủ tài chính đã ghi nhận hiệu quả bước đầu trong đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Thành phố chủ trương sẽ tự chủ một phần đối với các bệnh viện tuyến quận, riêng đối với bệnh viện tuyến huyện còn nhiều khó khăn, chưa tiến hành tự chủ. Đối với việc hợp nhất văn phòng quận ủy, huyện ủy với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận huyện, thành phố giao quận Hồng Bàng làm thí điểm trước khi tiến hành trên diện rộng. Trong quá trình thực hiện hợp nhất cùng với làm tốt công tác tư tưởng, các cán bộ văn phòng trẻ tuổi sẽ luân chuyển xuống các phường để tiếp tục đào tạo. Tới đây cùng với thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 về công tác cán bộ, Thành ủy Hải Phòng sẽ kết hợp luân chuyển với sắp xếp cán bộ. Nhiều nội dung công việc sẽ được triển khai đồng bộ trong thời gian tới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Công ty du lịch Viettravel chi nhánh Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị tri ân khách hàng kỷ niệm 10 năm một chặng đường, đánh dấu quá trình thành lập và phát triển trong 10 năm qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tới dự.
Từ những ngày đầu thành lập với 3 nhân viên và doanh thu chỉ 500 triệu đồng, đến nay doanh thu của Viettravel Hải Phòng đã đạt gần 200 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách của thành phố gần 3 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm thành lập và phát triển, Viettravel Hải Phòng đã có nhiều hoạt động nổi bật, mang dấu ấn riêng biệt và rõ nét tại địa phương, tham gia nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, vinh dự nhận các giải thưởng du lịch cùng nhiều sự kiện cấp thành phố. Nhằm phục vụ tối đa nhu cầu trải nghiệm tham quan du lịch của người dân, du khách trên địa bàn Hải Phòng và các vùng lân cận, Viettravel chi nhánh Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng sáng tạo nhằm mang lại những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao tới đông đảo khách hàng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận những nỗ lực và sự phát triển vượt bậc của công ty Viettravel chi nhánh Hải Phòng trong suốt 10 năm qua, đề nghị công ty tiếp tục phát huy hơn nữa tâm huyết và sức sáng tạo, xây dựng nhiều sản phẩm tour mới hấp dẫn, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân thành phố, khơi dậy và phát huy hơn nữa tiềm năng về điểm đến của Hải Phòng, tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tại sự kiện tri ân khách hàng, Viettravel Hải Phòng trân trọng vinh danh khách hàng đối tác với các hạng mục danh vị Platinum, Gold, Silver, đồng thời dành tặng khách hàng các giải thưởng lớn là những chuyến du lịch miễn phí với các điểm đến trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với 7 tập thể và 3 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động năm 2018, gồm Huân chương Lao động hạng nhất Sở Xây dựng, Huân chương Lao động hạng nhì. Đối với tập thể, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hồng Bàng, nhân dân và cán bộ xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, Hội khuyến học Hải Phòng. Đối với cá nhân, ông Nguyễn Quốc Trường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong. Huân chương Lao động hạng ba, đối với tập thể, Hội Cựu chiến binh huyện Vĩnh Bảo, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Lê Chân, Ban biên tập chuyên đề Văn hóa xã hội, Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng. Đối với cá nhân, ông Phạm Văn Bợi, Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng. Các ý kiến phản ánh gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Ban thi đua khen thưởng, địa chỉ số 15 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng, điện thoại liên hệ 0225-3747-154, fax 0225-3746-837. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.